còn bày cái dao. Đẩy cái dao. Em nãy nó đứng bao nhiêu né không kịp. Nó lâu quá, nó giòn, nó mới ba lại mấy à. Đúng không chị? Ít quá, thêm trái nữa. Trái nữa có đâu, trái nữa đâu có ít, này có 150 à. Mình chia mấy mình? Hai người hả? Hai người không đủ rồi, không đủ rồi. Thêm đánh muối, hai muối nữa. Chứ ai còn đi nóng ăn chi nhiều. Bà bán giờ đi không nóng ăn cho gì. Thôi bán dữ chưa? Rồi bán sầu riêng mà ai ý chứ ăn chi nhiều. Chị hỏi là em nhộn. Chị hỏi là trộn có đi. Trái sầu riêng này lạ dữ ta. Hả? Đỉnh luôn hả? Là bỏ vỏ đi tôm thịt cá 488 thôi. Bỏ cái này cũng hả? Đúng rồi. Có thịt ẩm luôn thiệt. Không có giá luôn. Cái này nhiều đủ tên dài. Dẻo thì như ra vậy là dẻo đó. Có hay làm mềm. Có ngon nữa. Mềm mềm hơn dẻo. 250 thì nó béo hơn. Còn ăn ngọt cá thì nên còn vậy. Vô xe con trai. Vô vô. Địa chỉ là 510 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, nha ông bà cô chú. Nghe chú vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa, giám đốc Thanh Trúc, vui sầu riêng, trợ lý cô Ti. Bữa nay sầu riêng quá trời quá đất. Ông bà cô chú này nhìn bữa nay sầu riêng rất là nhiều luôn.
Bữa nay là giờ này là giờ tối nè ông bà cô chú anh chị và các bạn. Em đến đây chia sẻ những hình ảnh này cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ồ bữa nay sầu riêng nhiều quá trời luôn em hả? Dạ. Rồi. Quá trời quá đất luôn. Bữa nay mình có mấy loại trúc ơi. Bữa nay có đi 6 không à? Có đi 6 không à? Dạ. Ừ kìa. Trái nào to nhất kìa. Có mini 2 3 ngày nữa là có mini nè. À 2 3 ngày nữa tao có mini hả? Có một số cô chú hết là phải ăn trái nhỏ gì nè. Ừ trái nhỏ phải không? Nhiều lúc cái trái nhỏ là nó có vỏ theo kiểu của nó đó. 2 ngày nữa là 9 mini. Ông bà cô chú xem clip này nữa là xem clip nữa là ra 2 ngày nha. Dạ. Quá trời quá đất sầu riêng. Trời ơi. Bữa nay vợ Thanh nó cử hai đệ tử ra để cua sầu riêng nè. Hả? Quá trời quá đất luôn. Đây ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là đường Cách mạng tháng 8 nha. Một trong những cái tuyến metro số 2 sẽ đường Cách mạng 8 cũng đang được giải tỏa đền bù á bà cô chú. Tuyến metro số 2 từ Bến Thành về Tham Lương á. Đây là cái con đường mà sau này sẽ là tuyến metro số 2. Em đang đứng ở vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Rồi cảm ơn bà cô chú nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bye bye.